À, chào anh chị mình buổi sáng hôm nay thì em có lên một được xin với lại hai ba bơi lỡ nha anh chị được xin này thì sẽ tích đóng nghiêm chỉnh nha anh chị con này thì hơi dơ một tí thì giờ anh chị mình tắm lại giúp em nha con này thì nói là cái dòng được xin thì nó cũng hơi khú nhẹ nha anh chị con này thì anh chị mình nuôi sau này thì nó sẽ trổ màu lại nha giờ thì nó muốn trổ màu anh chị ha cái phần cổ phần đầu phần đít nó đang trổ màu nha anh chị trổ màu đang đen á con này thì nó cũng già bò rồi nha anh chị sái mặt sái lưng thì đóng nghiêm chỉnh ha con này xương rất là bự nha anh chị xương cối nha đó à, con này thì nó có ngang luôn nha anh chị nó có thùng nó có ngang nha đó dậu giái nói chung là bò này nó sổ giái rồi nha anh chị nó sổ giái gì không đó xuống giấy nhiều rồi nha anh chị con này thì anh chị mình mà mua về nuôi để mình ủ hai cáp chia bô nhà của mình thì rất là hết hợp nha anh chị tại bò này nó cũng lớn nha chứ không phải là bò năm à, sáu tháng đâu nha anh chị bò này thì à, à, nó cao là 1 mét 24 bò ha bò này thì nó được 16 tháng tuổi nha anh chị đó chị mình coi ha đó con này thì nó cao là 1 mét 24 bò nha làm đo ngay sẽ lưng nha anh chị con này thì em bán cho anh chị mình giá chỉ có 17 triệu nha anh chị 17 triệu nha à, còn đây là hai con đực 3B khung lỡ nha anh chị đít muối nha hai con bò này thì nó đẹp bò và nó rất là lực, lực nha anh chị đó, hai con này thì nó nằm khung là 15 đến 16 tháng tuổi đời nha anh chị. Hai con này thì con nào cũng già bò hết rồi nha. Xương thì hai con bò xương rất là to và bự nha. Đó, anh chị thấy không? Đòn dốc thì gì cái con đầu tiên này chị coi nè. Nó dài sọc luôn anh chị. Đó, xương thì nó cọm bò. Móng thì móng sò hết nha anh chị. Mấy bò này em lên cho anh chị mình là con nào cũng là móng sò hết, hoàn thiện hết. Không có cái chỗ nào mà tặc lỗi hết anh chị. Vì hai bờ bơi này thì nó đều cao là 1 m 24 bò hết nha anh chị, đo ngay giữa lưng nha. Đó nằm khung 15 đến 16 tháng. Hai con này thì con nào thì nó cũng ra sừng hết rồi nha anh chị, tại bò này nó nằm khung là 15 16 tháng nó già bò rồi. Đó, con số 2 thì cũng vậy luôn chị coi nè. Đó, mông đích đều đích muối hết nha anh chị. Đó, con nào cũng đẹp hết nha. Đó, giò cẳng đồ hay là dậu rúng, giái rồi nói chung là đầy đủ hết nha. Đó, cái cặp này thì em báo giá cho anh chị mình là 50 triệu nha. 50 triệu nha anh chị cho hai con đực ba bê khung lỡ lớn nha. Đó hai con này thì anh chị mình mở nhà mà mình đang cần tìm một cái đôi bò đực ba bê mà nó già bò á, để anh chị mình đem về nuôi thuốc cho nó mau á thì hôm nay em có lên một đôi ha. Đó, cái đôi bò này chỉ có 50 triệu anh chị. Chị coi ha. Con nào thì cũng da đen hết nha anh chị. Ba bê này là ba bê đen ha. Bò này là bò gieo phối hết nha anh chị chứ không phải bò nhảy nha. Đó, có sao thì em nói vậy. Đó, cao mét 24 bò hết. Đó, chị coi ha. Có 50 triệu anh chị. Đó, 50 triệu cho cái đôi bò này nha. Đó, trình trạng thì bò nghiêm chỉnh hết. Đó, chị thấy không? Đó, mong đích thì hai con được con nào cũng muối hết nha anh chị. Đòn dốc thì y nhau ha. Rất là dài đòn luôn anh chị. Đó, từ cái chân, cái móng, từ làn da, dai, đùi. Nói chung là con nào cũng có hết nha anh chị. Giá đều to hết nha. Đó, có 50 triệu anh chị. Còn được xin nãy thì 17 triệu ha. Mấy con bò này bữa nay em lên thì nó cao cùng kích cỡ nha anh chị. Đó bò xin thì hồi nãy em quay á, con đó thì 17 triệu. Còn hai ba bê này á là 50 triệu nha. Thì anh chị mình đang mà cần bò để mình mua thúc vỗ béo, cần tìm những cái con bò già á thì hôm nay em có lên ba con á. Nha anh chị mình có mua hết á thì cứ alo cho em Phúc nha anh chị.